chúng ta có một cái rủi ro tiếp theo, đó là rủi ro về pháp lý. Như thế nào là rủi ro về pháp lý các bạn? Ở Việt Nam của chúng ta là do là cái pháp lý của chúng ta nó hay thay đổi. Các bạn hình dung ra điều này được chưa? Cái rủi ro về pháp lý nó hay thay đổi. Như thế nào là nó hay thay đổi? Ví dụ là năm nay các cái điều kiện đó chúng ta làm nó rất là hợp luật, mọi thứ rất là ok. Tuy nhiên theo thực tiễn gì đó, qua vài năm nữa cái pháp lý nó thay đổi mất tiêu đi, và cái điều chúng ta làm nó không còn đúng nữa, đâm ra tiền chúng ta bỏ vào đầu tư nó mất đi. Hoặc là mình ví dụ nó như vậy nè, ví dụ như là cái khu vực đó về đất đai, khu vực đó năm nay là nó chưa bị vướng quy hoạch, chúng ta bỏ vào, chúng ta đầu tư kinh doanh ở một cái khu vực đất đai đó. Nhưng một hai năm sau tự nhiên ra một cái quy định là quy hoạch cái khu đó các bạn mà thành một cái khu dân cư, nghĩa là không được sản xuất nữa. Ồ, các bạn thấy chưa, những cái gì chúng ta bỏ vào bây giờ nó ra mây ra khỏi hết. Cái đó người ta gọi là rủi ro về pháp lý. Còn rất là nhiều nữa. Ví dụ như là chúng ta góp cổ đông vào trong cái công ty, góp cổ phần vào đó hoặc là mua cổ phiếu, nhưng mà về pháp lý nó không có rõ ràng. Chừng sau này cái vấn đề minh bạch rồi chia sẻ phần thưởng cổ phần cổ đông rồi đó, nó làm cho chúng ta nhiều lúc á, cái cơ chế nó thay đổi một cái chính sách gì đó, và nó làm cho chúng ta không được bảo vệ đó, nên là nó làm cho nhà đầu tư cũng không có an tâm. Và đó là lý do mà các cái doanh nghiệp khởi nghiệp chúng ta rất là khó nhận được cái vốn đầu tư từ cái doanh nghiệp nước ngoài, hoặc là cái khoản đầu tư của những người họ có tiền, tại vì họ sợ rủi ro về pháp lý, họ mất đi. Hoặc là khi về bảo vệ sở hữu trí tuệ và thương quyền, ví dụ vậy, thì khi các bạn có một cái các bạn nghĩ ra một cái sản phẩm, một cái idea nào, và các bạn biết rất là mất rất nhiều công sức để chúng ta nghiên cứu ra, chúng ta đi đăng ký, và khi chúng ta đăng ký mọi thứ rất là ok rồi, nhưng chuyện gì xảy ra khi chúng ta ra kinh doanh á, thì mọi người ăn cắp tràn lan hết và không ai bảo vệ cho chúng ta hết. Các cơ quan công quyền cũng không ai đứng ra bảo vệ cho chúng ta hết, và nó tạo ra một cái môi trường là lần sau chúng ta nản đi, chúng ta không dám nghiên cứu nữa. Các bạn nghiên cứu ra một cái sản phẩm mới nó rất là tốn kém, mất rất nhiều thời gian. Còn ăn cắp lại thì các bạn thấy nó rất là dễ, nó thấy chúng ta làm rồi nó lấy lại nó làm thôi. Cái đó là những cái yếu tố mà pháp lý của chúng ta có thể là chưa xử lý hết, hoặc thậm chí nó rất là rõ ràng rồi, nhưng cái người thực thi là lại không bảo vệ nó, và dẫn đến cái người kinh doanh chịu rất là nhiều rủi ro. Và cái điều này là các bạn phải lưu ý. Vậy các bạn cần, để giải quyết cái vấn đề này không còn cái cách nào khác, các bạn cần phải làm việc với những người có kinh nghiệm. Mình khuyên như vậy. Mới trẻ chúng ta ra khởi nghiệp, chúng ta đừng có tư duy theo một cách một mình. Những người họ đi trước 10 năm, 20 năm rồi, họ luôn có những cái kinh nghiệm đó, và hãy nghe lời những cái người có kinh nghiệm đó, họ tư vấn chúng ta. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.